Hello, welcome back to my channel Stars Gregor. Okay. Come here, go. Khá là to. Let's go. Yeah. Boom, 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 boom. Yeah.
哇！别尿了 ，OK。马上上，就是来的 ，Let's go。九七七七。Yeah，OK。再发俾到天明先生的个电话。好了，够了 ，Chapter One。Yeah, yeah. Chào mừng các bạn đến với tựa game kinh dị này. Mình sẽ giảm tốc độ trò đi một chút. Một cái map bắt đầu. Wow, một con dao đang ở đây. Bây giờ tiếp đến đó là mình sẽ đi tìm. Đây rồi. Có gì ở đây không? Là phải tìm một cuốn phim. Cuốn phim không có luôn. Wow. Có thể đào trong phòng này. Đây rồi. Ok. Tiếp theo đó thì mình sẽ lắp đường điện vào đây. Yeah. Mình chúng ta đang gần đây. Ở đây các bạn sẽ cứu thương anh Trang này. Và khi đó thì các bạn sẽ nhận được đó là một chiếc chìa khóa để mở cánh cửa thư viện. Khi đó thì các bạn sẽ biết được mã số ở trên tầng 2. Mình sẽ đường này cho nhanh. Đây như kiểu là một đường tắt. Wow, chúng ta đang gần đây rồi. Let's go. Come on. Yeah. Ở đây mình sẽ quay lại để xem 2, 1, 4, 6. Ok, tí thì quên. Ông ta đang ở đây. 2, 1, 4, 6. Và bây giờ thì mình sẽ đợi ông ta xuống, khi đó thì mình sẽ mở cánh cửa ra và tiếp tục làm nhiệm vụ tiếp theo. Okay, let's go. Skip.
sao ông ta lại đi đường này? Và ông ta đã phát hiện ra mình. Bây giờ thì mình sẽ giữ ông ta, mình sẽ đi một vòng tròn. Oh my god. Come on. Ok, poster. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang được cái đồ à. Stick này, và keep lại. Boom, wow. Đi luôn. Rồi. Vậy thì sẽ phải gọi của một cuộc đàm phán xem như thế nào. Không biết đang nói chuyện với ai. À, gọi người đến giúp đỡ. Rồi bây giờ thì các bạn sẽ chọn một trong hai đường. Trái, phải. Phải đi. Đây là mục phê. Công an tiêu diệt luôn. Ok. Làm cái bất ngờ này. Ngôi nhà báo cháy mà lại không có người cứu hỏa đến cứu. Và đây là món đồ của Doraemon. Sang cánh cửa này. Sau đó thì mình sẽ sang cánh cửa này. Và tiếp tục thành một người hoàn toàn khác. Khá đẹp trai. Tiếp tục sử dụng tính năng. Chiu. Ok, I cream for. Let's go. Happy, happy. Yeah, wins. Ở đây thì mình phải từ từ. Nếu không, ông này sẽ báo động. Và khi đó thì mình sẽ không thể nào có thể thoát ra được. Help me, help me. Yeah, chạy thôi. Đến gần ông này là có thể sẽ bị tiêu diệt ngay. Trước mắt thì mình sẽ phải đi tìm một món đồ. Whoa, 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 whoa. Chết rồi.
Đây rồi, ok, chuẩn bị. Chưa thấy ông ta đâu. Man, maybe. Oh my god. Ông ta chạy khá là nhanh. Không nghe tiếng chân đâu mà đã bị bắt rồi. Wow. Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang game thứ 5. Granny Chapter 2. Ok. One day. Rồi và trong này thì mình sẽ phải tìm cách để thoát ra khỏi đây. Wow, không có gì ở đây. Và ta đang ném mình. Đây rồi, một khẩu súng điện. Nào, lại đây. Chịu. Còn ai nữa không? Mình sẽ phải kiểm chứng. Ông ta luôn đây rồi. Ông ta cũng đai luôn. Khi ông ta nằm xuống thì mình sẽ lấy được một chiếc chìa khóa đấy. Và sau đó thì mình sẽ mở cánh cửa ra. Tiếp tục, đó là mình sẽ cầm khẩu súng điện này. Lên trên. Không có gì ở đây. Wow, tài thật. Rồi, lại chui xuống dưới thôi. Thì mình nghĩ có thể trên này không có gì. Nhưng mà mình cứ kiểm chứng xem như thế nào. Đó là cắt hai đoạn dây sắt ra. Đúng không có gì thật. Wow. Khá tốn sức quả vừa rồi. Quên. Yeah. I'm hungry.
không biết ông ta đâu rồi. Tiêu diệt bà này trước. Ủi bà ta để nghe tiếng động. Phùm. Oh, I see you. Lên trên này. Tiếp tục mình sẽ cho ông ta giật quả chí mạng. Ok. Còn con quái vật ở đây nữa. Này thì kêu. Cho nó hết kêu luôn. Tiếp đến mình sẽ phải tìm một chiếc chìa khóa. Không biết có trên đây không. Đây rồi, bà Lusky. Rồi, và tự nhiên tiếp theo. Start game. Wow. Oh, hi. Oh, hi. Welcome to my schoolhouse. Schoolhouse. Now it's time for everybody's favorite good one. Problem 15. To good one. Oh. Problem 3. Good one. You did great. Come here and get your prize. A shiny quarter. Just now. Sweep, sweep, sweep. I want to play with someone. Trong tựa game này thì các bạn sẽ phải tìm kiếm tất cả bằng cuốn sách. No running in the hall. Rồi, anh chàng này mà bắt được thì coi như là chạy nhanh. Ok. I wanna play with someone. Quyển sách thứ ba. I wanna play with someone. I wanna play with someone. Khi ta đợi người các bạn thì các bạn sẽ phải đợi trong vòng 15 giây. 15 giây cũng khá là lâu. Looks like it's sweeping time. Ông ta có đang tiến lên đây. Trước mặt thì mình sẽ phải đi lấy quyển sách này đã. Không phải sợ lắm, bởi vì ông ta đi cũng không nhanh lắm. Quyển sách cái tư. Và mở cánh cửa này vào trong không. Oh my gosh, wow. Đi rồi. Gặp ngay cô gái bắt các bạn nhảy 5 lần. Animal. Day one. What's up? Bị khóa rồi. Oh my gosh. Oh my gosh. Wow. Hy sinh luôn. Cái lỗi nó đã bị khóa và các bạn không thể nào đi qua được. Nó phải dùng một chiếc búa thì phá được ra. Đúng là extreme. Một lựa chọn khá là khó khăn.
Thế thì phải xuống đây nhanh thôi. Sau đó sẽ tìm được món đồ ở đây. Và tao phát hiện ra mình rồi. Oh my god. Lý trường của bạn ta khá là nhanh. So ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái detail. Dispatch you. Let's go now, let's go now. Yeah. Ok. 121189. 121189. Ok. Một khẩu súng. Bum bum bum. Và đang bị bệnh nằm ở đây. Không biết cô ta bị làm sao đây. I can hear it. Ok. Baby, come on. Mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.